Ngay lúc này, quá trời bất ngờ rồi cô chú anh chị ơi. Hôm nay Quỳnh Như xuất hiện gặp cô Nguyễn Phương Hằng. Ngày xưa lên nói thẳng mặt cô Hằng, bây giờ lại nhớ cô rồi. Con biết lỗi rồi, cô hãy tha lỗi cho con. Không thể ngờ là chị Quỳnh Như lại quay xe nữa rồi, quay 180 độ luôn. Để hiểu rõ chị như thế nào thì lại mời cả nhà cùng lại xem hết video. Lý do gì cô kêu Quỳnh Như dạy đời cô? Rõ ràng cô đừng có đánh đồng con với Nhâm Hoàng Khang, cô đừng có nói cái con là tuổi trẻ, con còn trẻ gì đó. Cô phải hiểu rằng cái tầm của gia đình con cũng không thua gì gia đình cô đâu. Cái này Quỳnh Như nói thẳng với cô luôn. Cô nghĩ rằng tất cả những gì con làm ngày hôm nay là sụp đổ. Con không tin điều đó là sụp đổ đâu cô. Con không tin chỉ vì một lời nói của cô thì có thể hạ được uy tín của con trong câu chuyện này đâu. Con hoàn toàn không tin điều đó, bởi vì gia đình của con bảo đảm với cô rằng không thua gì cô đâu. Con chỉ nói với cô như vậy thôi. Nhưng con đã đánh đổi tất cả mọi thứ để con bước vào the drama này. Để làm gì? Để con tìm sự thật, để con tìm chính nghĩa, bởi vì Tôi con thấy không cô muốn khóc nói trên xấu livestream. Quỳnh Như, Cô hãy nhưng nhớ tính điều nết đó. Quỳnh Như tôi đã đọc được ngay từ đầu rồi. Cái nết rất là hung dữ, rất là tự cao và muốn thể hiện mình đây là người hiểu biết. Thật sự ra Quỳnh Như chỉ là luật sư thực tập thôi, tập sự thôi. Chứ là cái gì đâu mà nói trên đầu trên cổ người khác lẹo qua lật lại. Phải nói là tội nghiệp thầy Quân bảo vệ Quỳnh Như, vì đâu đó, đó là thầy Quân thấy Quỳnh Như là một con gái. Thì em á là vừa like trực tiếp gửi lên những cái hình ảnh đó là từ cuối hôm nay, và sau đó thì em cũng đăng những cái clip gửi lên cho cái nhà nữa. Thì cái nhà nhớ đăng ký kênh, chia sẻ rộng rãi cho kênh của con có được người xem cho em nữa. Thì một khi mà con đăng ký ra, khi mà con đăng ký kênh đó thì cũng mong là được sự ủng hộ, được kịp sự quan tâm của nhà, cầu xem hết clip giùm con để dân cho cái kênh con có được coi tương tác hơn. Và mong là khi mà mọi người đến Xuân Hòa thì cũng phải yêu thương luôn trên YouTube.
mình khen mình đã phương tiện thôi. Chị nhà nữa hả? Sao nó hoài vậy? Dạ, nhà mình cái bên mà. Dạ, cảm ơn chị. Qua đây mày mua cái mới cho xài. Cô Hằng ơi, ai độ con đó, ai độ ba người chung con đó, fan của con đó cô Hằng ơi. Thank you.
đầu Quỳnh Như tới mức là của bên kênh Lan Thành Phố cùng với ba nhà lập ở Quỳnh Như cùng với kênh Lan Thành Phố là luôn luôn có những cái bình luận về chú Hoàng. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 10 cũng đến Việt Nam để mà gặp chị giao lưu với chú Hoàng sau hơn 2 năm của Hoàng ở trong thời gian bây giờ. Tại vì buổi sáng nó cháy nóng là cô ăn rồi nằm rồi.
từ nào mà hết tiếp đó. Bà con người đi tốt nhưng mà không nghe bà này có tiếng mà nói là bà hung dữ lắm. Người mà cảm nhận được đó, tại vì họ cũng tâm họ hiểu được cảm nhận được. Đúng lại một mình hiểu rằng là không phải là người ghét cô là người nóng, đúng là đơn giản.